đủ loại thức ăn từ bánh kẹo, đồ uống, xúc xích, thịt chiên màu sắc bắt mắt được bày bán tràn lan ở các cổng trường học. Điều đang nói là giá của các loại thực phẩm này rất rẻ. Chỉ cần vài nghìn đồng là có thể mua được một gói bim bim, kẹo ngọt. Chất lượng, độ an toàn của các loại thực phẩm này là vấn đề còn nhiều lo ngại. Có mặt ở các cổng trường tiểu học trên địa bàn thành phố Ninh Bình vào đầu giờ buổi sáng hoặc cuối buổi chiều khi tan học, có thể thấy các hàng quán rất nhộn nhịp, đủ món cho học sinh lựa chọn. Qua quan sát, nhiều loại bim bim, khoai tây, đậu phộng có nguồn gốc xuất xứ nhưng cũng còn một số sản phẩm thông tin không rõ ràng. Con có hay ăn bánh kẹo ở cổng trường không? Dạ có, tại em hay đói. Bánh kẹo cổng trường có mua những loại gì? Thì mấy cái loại linh tinh như là thạch dừa, rồi là bò húc. Giá nó có cái thì 2.000, có cái thì 4 hoặc 5 gì đó. Hôm nay 1 chấm mì tôm chế em ạ. Mì tôm chế em có giá là như thế nào? 1.000 một cái ạ. Ăn thì thấy có ngon không? Ăn có mì chính ạ. Khi chế biến các món thức ăn ở cổng trường học, người bán hàng không đeo găng tay. Hầu hết thực phẩm chỉ được che đậy sơ sài. Nơi tập trung đông người như thế này không tránh được khói bụi từ các phương tiện giao thông qua lại. Dụng cụ bị nhiễm khuẩn rất dễ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Người bán hàng cũng không quan tâm nhiều trong vấn đề tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ của các loại thực phẩm này. Nguồn hàng này mình lấy ở đâu về? Bác mua ngoài chợ Rồng. Tất cả cái gì cũng chợ Rồng hết, còn bác cũng chả biết là đảm bảo hay không, cứ thấy người ta bán thì mình mua, về người ta bán thì mình cũng bán vậy. Thực tế rất nhiều phụ huynh lo ngại về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trước cổng trường học. Mình thấy là cái thực phẩm đấy thật ra là nó không đủ an toàn để mình cho con mình ăn. Vì là những cái bánh kẹo thật sự ra bây giờ là mình thấy nó cũng không được an toàn. Nên là con mình tuyệt nhiên là cổng trường là con mình là mình không bao giờ cho ăn uống những cái đồ đấy ở cổng trường bao giờ. Chị cũng không cho ăn ở cổng trường. Ví dụ như là một là xúc xích nha, thì nguồn mình phải biết rõ là nguồn nhập ở đâu, làm ở đâu như thế nào. Nhưng đây thấy cứ dán chán lan đấy cái thứ vậy nên là chả biết dầu thì dán đi dán lại. Tuy nhiên, sự tiện lợi là yếu tố khiến nhiều phụ huynh lựa chọn cho con em mình ăn uống ở gần cổng trường học. Hiện nay, thức ăn ở cổng trường học, thức ăn hè phố được giao cho Ủy ban dân các phường, xã quản lý. Một năm chỉ kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn được 1-2 lần. Việc kiểm tra chỉ bằng cảm quan như nhận biết về nhãn mác, hạn sử dụng, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chứng nhận sức khỏe của người chế biến. Còn chất lượng, thành phần thực phẩm có an toàn hay không thì phải có thiết bị chuyên ngành mới kết luận được. Việc kiểm tra thường xuyên chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, nhắc nhở, ít khi thực hiện xử phạt hành chính nên tính răn đe không cao. Khi mà chúng tôi điều tra kê khai thì có một số cái thì nó cũng không có nguồn gốc. Ví dụ như cái bim bim thực phẩm hàng đóng gói, Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm phường là cũng đã thường xuyên đi kiểm tra và đã có những nhiều lần vừa nhắc nhở và vừa thu tiêu hủy tại các cái ở cổng trường. Các quán ăn ở cổng trường hàng ngày vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần thận trọng khi cho con em ăn các loại thực phẩm này. Chính quyền cơ sở cần tăng cường kiểm tra và xử phạt thật nghiêm đối với những hành vi vi phạm. Chương trình khuyến mại xài Vina lái VinFast về nhà, tổng giải thưởng 5,43 tỷ đồng, diễn ra từ 14 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2020. Thuê bao di động trả trước tiêu tài khoản chính từ 20.000 đồng trở lên trong một tuần được nhận mã tham gia quay số trúng thưởng. Cơ cấu giải bao gồm 90 giải tuần, 15 giải mỗi tuần. Mỗi giải là một xe máy điện VinFast Clara Lithium trị giá 49.600.000 đồng, một giải đặc biệt một xe ô tô VinFast Lux A2.0 trị giá 993 triệu đồng. Chi tiết 1800 1091. Lạc tim mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho cơ thể, vitamin C, beta carotene và các hợp chất polyphenol giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch, trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa sự lão hóa. Được làm 100% từ những trái lạc tim chín mọng, mang lại sự tươi trẻ và tràn trề sức sống. Nước lạc tim đồng dao, ngọt ngào, quyến rũ.